Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tẩy mụn bằng phần mềm Photoshop. Đầu tiên các bạn vào Google search từ khóa là mặt mụn. Mình sẽ tải một cái ảnh về làm demo ha. Ví dụ cái ảnh này. Nhấp chuột phải tải xuống. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ mở nó lên bằng phần mềm Photoshop. Mình vào file, chọn Open và mở nó lên. Mình sẽ tẩy mụn cho hình cô gái này ha. Có một vài công cụ để các bạn tẩy mụn. Thứ nhất là Long Stem, chúng ta là S ha. Đó. Thì với công cụ này các bạn sẽ giữ Alt và mình copy cái vùng nguyên và mình dán lên cái vùng mụn ha. Đó. Mình nên sử dụng nét cọ là mềm, nét cọ mềm để nó không bị những cái vết để lại ha. Đó. Nếu các bạn sử dụng cái cọ cứng thì nó sẽ có những cái vết tròn tròn, đó, nó xấu ha. Ok, rồi. Công cụ thứ hai thì mình sẽ sử dụng nhóm công cụ G, Lost Helen Dress. Các bạn chỉ việc kéo qua cái vùng mụn là nó sẽ tự động hòa trộn với những cái điểm lân cận ha. Công cụ này làm rất nhanh. Ok, đó. Rồi. Thứ ba là Helen Rush. Cũng tương tự như vậy, các bạn sẽ chỉnh cái nét cọ to lên và mình sẽ quẹt qua cái vùng mụn. Nó sẽ tẩy đi ha. Nó tẩy đi. Ok, đó. Và công cụ thứ tư là Pass Tool. Cụ này sẽ có hai tùy chọn ha. Nếu các bạn chọn suộc thì mình sẽ kéo cái vùng mụn này và mình kéo ra ngoài. Đó, các bạn chọn vùng mụn và mình kéo ra ngoài ha. Ok. Còn nếu là các bạn chọn destination thì mình sẽ lấy cái vần nguyên và mình đắp vào vùng mụn ha. Đó. Ok. Nó sẽ tự động hòa trộn màu với các điểm lân cận luôn. Ok. Đó. Rồi, vậy là video kết thúc ở đây ha. Các bạn thích video này thì hãy like, hãy share, hãy comment bên dưới để mình trả lời. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.